Cũng chào quý khán giả. Cả nhà mình trên đường từ Bạc Liêu đi sang Cà Mau, thì ghé vào thăm nhà thờ của cha, nhà thờ Bác Sậy, hay chúng ta vẫn thường gọi đó, đây là nhà thờ của cha Trương Bửu Diệp. Cha Trương Bửu Diệp sinh năm sinh ngày 1 tháng Giêng năm 1897, thì tính đến nay là cha đã 123 tuổi rồi. Và như quý vị các bạn cũng biết là cha Trương Bửu Diệp là một trong các thánh tự đạo Việt Nam rất là nổi tiếng nữa. Người ta cũng tin truyền rằng là cái thánh đường này, cái nhà thờ cha Diệp ở Giá Rai, Bạc Liêu này là cái nơi mà rất là linh thiêng, rất là thiêng liêng, và rất là nhiều tín đồ, kể cả có những người là Công giáo hoặc là Kitô hữu thì cũng về đây, và cả những người không có không phải là đạo Công giáo cũng thường về đây để cầu nguyện, bởi vì người ta tin rằng là cha Diệp rất là thiên, cho nên là cha sống khôn và thác thiên. Ở đây là cái nơi yên nghỉ của cha, trên kia là có cái phần mộ của cha, và này mà quý bà con thấy bao coi như là mưa bão kinh khủng luôn. Nãy mình tới là chờ mưa mới còn nhỏ nhỏ thôi, bây giờ mưa mình không nghĩ là ảnh hưởng bão ở đây kinh hoàng như vậy luôn rồi. Mưa tạt từ bên ngoài và mình ngay ở bên trong cái nơi nghỉ của cha luôn. Thật sự tình hình mình đang rất là lo, mình không biết là ngày mai này thì mình sẽ đi quay như thế nào, ngày mai này ở Cà Mau không biết tình hình như thế nào, có thể là chắc là phải tính lại cái lịch quay, có khi là phải quay buổi trưa hay thì quay buổi tối để phòng hờ, nếu mà không có gì thì vẫn có quay được cái tập tiếng rau 4.0 tại Cà Mau, quay để giúp cô chị Vi ngày mai. Đó là xin phép mời quý khán giả đi theo Long An chút xíu ha, để xem cái nơi này, tại vì có lẽ là có với một số người đã từng đi thì biết, nhưng một số người chưa từng đi thì cũng chưa biết, và chắc là quý khán giả ở nước ngoài cũng rất là nhiều nữa. Một số quý khán giả thì ở nước ngoài ngày xưa chắc cũng có về đây, còn một thời gian dài có mấy chục năm về định cư nước ngoài thì chắc cũng không biết là bây giờ nhà thờ cha Diệp sẽ khang trang như thế nào. Đó là đây là phần bên trong có ba cái lưu gian rất là lớn. Đấy, mình đã thắp nhang rồi. Đó, từ đây thì chính diện chúng ta có thể thấy đó. Nước tràn vào đây ngập như thế dưới. Bên láng luôn bà con ơi. Bên kia là khu nhà thờ, khu giáo đường để, và trên kia đó mình nghĩ là chắc nhà của một số các linh mục, các cái linh mục là các tu sĩ, rồi các master, mình nghĩ là như vậy, mình cũng chưa có đi vào đó bao giờ. Ở đây là đứng là cái khu của công việc á, cái khu có gì nghỉ trên việc. Đây có ba cái linh đồng rất là lớn. Con lưu ý là mình chỉ có đốt ba cây nhang thôi nha, vì đốt nhiều nhang quá thì họ cũng sợ là làm khói thì nhiều rồi gây nó mù mịt. Ba nãy mình đã thắp ba cây nhang rồi. Gió mạnh kinh khủng luôn mà lửa không tắt. Chứng kiến là một số
một số người á đến đây thì họ họ thường vuốt cái tay để xin giống như là xin ơn của cha, nên là những cái vết này nó bị nó nâu nâu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen, và hát từ Xin Chúa Thánh Thần. Ở đây là các cái bản kinh. Rồi mình thấy là một rất là nhiều người mang đến các thứ để hiến tặng ra để quý vị các bạn có thấy các chai nước không? Ở cái này là cũng giống như hồi xưa mình có đi cái chỗ Đức Mẹ Tà Pao á, các quý vị các bạn cũng biết ha. Mình chúng mình có đi cái viếng cái chỗ Đức Mẹ Tà Pao nè, rồi Đức Mẹ nhà thờ Đức Mẹ La Vang đúng không? Ở Quảng Trị thì có rất nhiều người thường người ta mang đến cái chai nước, rồi xong người ta để ở đây, xong sau khi người ta cầu nguyện người ta về người ta mang chai nước theo về uống, thì người ta tin rằng cái chai nước nó sẽ giúp cho chữa lành cái vết thương mà nó kể cả từ thể xác lẫn tâm hồn. Và chính như vậy đây chúng ta thấy rất nhiều chai nước. Và đây là cái ở đây là cái phần mộ của đây là cái nơi yên nghỉ của cha Francisco Trương Bửu Diệp. À, ở giữa là thể thể ngay giữa cái nơi yên nghỉ này thì chúng ta thấy là có cả một cái bức tường có tượng của Chúa Giêsu nè, được chạm trổ rất là tinh tế, rất là tinh xảo, và hai bên có cái tượng của đức của Thánh Giuse, chúng ta gọi là Thánh Gia Thất. Ở bên tay trái là Thánh Gia Thất, và bên tay phải nếu mà chúng ta hướng ra bên ngoài cửa đây là bên tay phải là Đức Mẹ đang đồng Chúa Giêsu. Tất cả đều làm bằng gỗ, mình nghĩ rằng nơi đây là chắc có một có những cái mạnh thường quân á về đây xong rồi giúp. Chứ còn với những cái tác phẩm điêu khắc gỗ này chắc là rất là đắt tiền. Kính xin ơn với tôi tới Chúa, lạy Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam một vị mục tử nhân hiền là cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, là một Kitô hữu. Cha đã sống xứng đáng ơn gọi làm con Chúa với lòng tin son sắt, lòng cậy bền đổ và lòng kính mến dạt dào đối với Chúa, với giáo hội và với con người. Là một linh mục, cha là hiện thân của Đức Kitô, vị mục tử tối cao đã tự nguyện hiến dâng mạng sống của mình để đoàn viên được sống và sống vừa đạo. Là một tông đồ luôn thao thức loan báo tin mừng, cha là hòa ảnh của lòng Chúa xót thương, hay thương xót những người nghèo khổ, yếu đau tội lỗi. Đặc biệt cha rất yêu thương anh chị em lương dân và thường chuyển cầu ơn Chúa cho họ, khiến ai nấy đều quý mến và chạy đến xin cha giúp đỡ. Nhờ cha nguyện giúp cầu thay, xin Chúa thương ban cho chúng con điều chúng con đang cầu khẩn, với niềm hy vọng sớm thấy cha được hiển vinh trong hàng ngũ của các thánh trên thiên quốc. Amen. Chúng ta có thể thấy hai bức liễn ngay trên phía trên cao, đó là sống hiến dân phó thác, chết nêu gương sáng ngời. Tất cả đều bằng các tác phẩm điêu khắc gỗ, phải nói là vô cùng tinh xảo. Ở hai bên thì có cái tượng của cha cũng bằng gỗ luôn, hình ảnh của cha giống như người thật luôn, thậm chí to lớn như người thật luôn. Nếu mà mình ngồi ở đây thì các bạn sẽ thấy là
cái tượng của cha là to hơn là mình được học. Cũng bằng gỗ mà tất cả mọi thứ đều đã bong tróc theo thời gian, tỏ ra cái bức tượng này mình nghĩ chắc là rất những bức tượng gỗ này đã tồn tại từ rất là lâu. Rời khỏi ngay cái khu trung tâm của nhà tưởng niệm thì chúng ta đi sang bên cánh bên trái bên phải nhà tưởng niệm thì chúng ta sẽ thấy là có những cái nơi để thờ phượng Đức Chúa Trời này, và cũng có rất nhiều các cái hình ảnh của này giống như một cái chú hạc, toàn bộ bằng gỗ, bằng điêu khắc gỗ rất là đẹp, rất tinh xảo luôn, rất sống động. Ở đây cũng vậy, phía bên kia thấy nó đứng rất nhiều quá con. Đi từ cái kia lên. Đây là những cái hình ảnh mà tái người ta mô phỏng lại là cái khi mà cha Francisco Xavier Trương Biểu Diệp và bị mang ra hành thích đó. Cái nhà thờ Tắc Sậy này người ta gọi là họ đạo nhé. Đây là cái toàn cảnh người ta tái hiện lại cái họ đạo Tắc Sậy. Đây là cái ngôi thánh đường, tức là cái nơi nó đã tọa lạc của cái nhà thờ Tắc Sậy hiện tại. Là ngày xưa nó như vậy nè, nó nằm trong một cái khuôn viên họ đạo Tắc Sậy mà chúng ta thấy là có sông nước nè, nhà tranh vách đất nè. Đó, toàn cảnh họ đạo Tắc Sậy nhìn từ phía bên kia sông, thời chị của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Đây quý vị các bạn, cha Sa Francisco Trương Bửu Diệp sinh ngày 1 tháng Giêng năm 1897 và được tấn phong linh mục vào năm 1924, tức là năm cha 27 tuổi, cha Diệp 27 tuổi được tấn phong linh mục, và cha tử đạo vào ngày 2 tháng 3 năm 1946. Có nghĩa là lúc đó là cha khoảng 50 tuổi. 49 tuổi ta, và là 50 tuổi ta, 49 tuổi Tây, 50 tuổi ta. Phân phát lương thực cho người nghèo. Đây. Một số hình ảnh là mô phỏng lại cái thời của cha Diệp. Ở phía trên tường có rất nhiều cái di ảnh của cha Diệp, mình nghĩ là do các cái, những cái người Kitô hữu, những người Công giáo ha, những con chiên của Thiên Chúa, Thiên Chúa, những người Kitô hữu, những người Công giáo làm những cái bức này để mình để cảm ơn cha, và có một cái ảnh chụp hài cốt của cha Diệp, không biết là được khai quật từ lúc nào. Ồ, đây là một cái hoạt cảnh được diễn hoạt lại rửa tội cho 5 người. Đây cha đang làm lễ rửa tội cho 5 người và gia đình của ông Trần Văn Năng vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, trước khi bị đem đi chém. Ồ, vậy là trước khi là cha bị mang đi xử trảm cũng đúng vào cái ngày 12 tháng 3 này, và trước khi đó thì cha vẫn còn kịp làm lễ rửa tội cho 5 người trong gia đình của ông Trần Văn Năng. Và đây là cái hình ảnh mà mình nghĩ là rất nhiều cảm xúc cuối cùng.
thì chắc là quý vị và các bạn cũng biết vào vào cái thời điểm mà năm 1945, năm 1946 thì cái phong trào Bắc Đạo của thực dân Pháp đó, thì họ đi tìm đây. Chắc thì các bạn cũng biết là năm 1945, năm 1946 đó là người Nhật hả? Chứ không phải người Pháp, là tại vì người Pháp là người là đưa đạo Công giáo vào Việt Nam thì làm sao họ đi bắt đạo được, cho nên là người Nhật vào năm 1946 và chính xác là ngày 12 tháng 3 năm 1946 thì cha Diệp bị bắt cùng với hơn 70 người giáo dân tại cái hòn đảo Tắc Sậy này. Tất cả bị lùa đi đó, trước khi cha làm lễ rửa tội cho gia đình của ông Trần Văn Năng 5 người thì sau đó tất cả bị lùa đi và nhốt chung tại cái lẫm lúa của ông giáo sự ở cây dừa đó. Thì cũng theo lời kể của một người có tên là Ba Lập thì họ chất rơm chung quanh tính đốt tất cả mọi người, nhưng mà chính cha Diệp là người đứng ra tranh đấu cho dân, đồng thời là an ủi những người cùng bị giam, và cha khuyên giáo dân nên ăn năn tội và giải tội cho họ đó. Sau đó thì cha bị mời đi làm việc 3 lần và lần thứ 3 thì không thấy trở về nữa. Rồi sau đó thì vài ngày giáo dân đã tìm thấy xác xác của cha Diệp từ một cái ao của ông giáo sự với vết chém sau ót ngang mang tay và thân xác trần trụi như Chúa Giêsu trên thập giá. Và thi hài của ngài được vớt lên và chôn cất trong cái phòng thánh nhà thờ Cúc Tréo. Đến mãi đến năm 1969 thì hài cốt của cha Diệp mới được đưa về trở lại về nhà thờ Tắc Sậy. Hoặc là nói chung là một cái sự trùng hợp, mình cũng sinh năm 1969 và cũng năm 1969 thì người ta tìm được cái thi hài của ngài và đưa về nhà thờ Tắc Sậy, và cái nơi nãy ở trên cái chỗ thờ phượng, cái nơi mà thờ phượng nơi tưởng niệm đó, trong cái trung tâm của nhà tưởng niệm này thì nơi đó có một cái phần mộ, mình nghĩ ở bên dưới đó chính là hài cốt của cha Diệp. À thôi rồi, chắc là bão cũng đã qua rồi, nhìn đứng vô nhà trong nhà thờ của cha mình cảm giác có một cái sự bảo bọc, cảm giác vậy, cảm thấy người ấm thiệt ấm luôn, cảm thấy bão tố phong ba ngoài kia giống như nó không có xi nhê gì luôn á, và bão đã tan rồi. À thôi, xin khép lại video này tại đây. Và nơi đây cũng là một cái địa điểm, một cái địa danh mà nếu quý vị các bạn có đi về Bạc Liêu thì nên ghé một lần, nhất là một cái nơi mà người ta gọi là một cái điểm đến tâm linh đó. Nó sẽ tốt cho chúng ta vào cầu nguyện ít phút thì mình cảm thấy tâm hồn mình nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng, và cầu xin ơn trên phù hộ cho chúng ta giữa phong ba bão tố của cuộc đời. Và xin chào tạm biệt quý khán giả.